Hello em, hôm nay đổi chủ đề nhé. Nhìn rõ không? Mình là Hữu Phước, NHP Hân Thi nhé. Hôm nay sẽ chơi một trò khác. Mình sẽ đóng pin là pin 12V. Pin 12V 280mAh nhé. Đây. Anh em đầu tiên là xe của mình đang chọn là xe Patek. À đâu, con này là con Red. Đây, dung lượng của nó tầm 290 đây này. Em, giữa các cái ấy này anh em mình nó fit vào nhá. 4 viên nó tiếp nhau. Cái này thì mình bỏ qua đoạn đấy cho nó nhanh, video nó ngắn lại tí nhá. Đó, ok, bọc chắc rồi nhá. Đây này, đầu dương này, đây là đầu âm này, nó sẽ đặt này. Đây nhá, mình sẽ mô tả qua nhá. Đó. Rồi, pin này là pin mình dành, mình đóng cho bộ lưu trữ năng lượng mặt trời, á không phải, lưu trữ cho cái ông cắm trại. Sẽ đi một con sâu với con kích sò 12V 1500W, có thể chịu tải đến 3000 được. Mạch mình sẽ dùng mạch vàng này. Mạch này có chip điều khiển nhé. Có chip này, có mạch này sẽ là mạch chống cháy nhé. À, mạch này là mạch gì, không phải chống cháy mà là mạch chống trọng. Ba mạch này cộng thêm một mạch cân bằng này. Rồi, ok. Bắt đầu ra thôi. Bắt đầu tiên nhé, để gá tạm bên này nhé. Đen đấy mà. Hệ này là hệ 4S1P nhé. Nhìn rõ cái mặt này không? Đó. Này vào đây nhé. Mình sẽ đặt ba cái mặt. Một này. Ôi giời, rung. Để mua nào, hôm nào có tiền đầu tư cái chân. Anh à, đang đặt mua rồi. Ba mặt. Đặt sau đây bên này nhé. Mày cân bằng cái đầu đây. Rồi, bây giờ mình kiếm được cái fit. Để kiếm được miếng phim đấy, khổ nhá, phim vào nhưng mà hết tiền mua phim rồi. Rồi, cái này nhá. Để đi cắt nó đúng mặt hình này, cái này là 20-17.
thuyền viên này gì. Mình tận dụng lại miếng kíp cũ rồi mà. Đóng quả pin 12V 280Ah này. Pin này đang lợi thế là rất là rẻ nhé. Đằng xả của nó thì mình khuyến khích đằng xả của nó chỉ tầm 150A đổ xuống nhé. Tức là 0.5C thôi nhé. Pin to không xả được nhiều đâu. Xả lại mềm. Trong nhà xuất phải yêu cầu là xả 1C, nhưng mà xả 1C trong điều kiện pin được nằm áp cách liên tục ấy. Trong điều kiện 25 độ cũng phải là 25 độ liên tục, có nghĩa là pin được nằm mát trong điều kiện môi trường lúc nào trong 25 độ cũng có thể xả được 1C. Nhưng mà pin này nó không được, pin mình trong điều kiện đi rừng rú thì phải là xây được. Trên mặt nhà mình đổ cái một cái lớp là keo chống thấm vào như thế này, hơi chống trắng nó sẽ chống thấm hẳn vào trong pin luôn. Rồi ok xong, là đến phần đấu dây tín hiệu nhé. Đây, dây của nó thì vẫn như mọi khi thôi, cái dây một đen xì với cùng đây là dây của BMS nhé, dây màu đen này cùng sẽ là dây âm này đó. Còn các dây, còn cái dây cuối cùng dây đỏ sẽ là dây dương. Máy cân bằng cũng thế, máy cân bằng dây đầu tiên sẽ là dây âm, dây đen, dây thứ hai là dây dương. Đây âm của nó đây, sẽ bắt đầu nó phát từ đầu tiên từ đây nhé. Rồi ok, mình kiếm cái nguồn trước nhé. Dây nguồn là dây âm này, âm là từ cái này, âm từ cái này nối vào trong mạch BMS đấy. Kiếm cái dây đi, 3 giây 3 mạch nhé.
tốt hay mua nhiều rồi nhá. Tốt hay mua đắt hết, nhìn mấy cái. Con này bóp xong như này nhưng vẫn phải hàn nhá. Ô ô chết, điện thoại. Ê, dùng. Để sắm cái tay cầm xịn hơn cái tay cầm của lợn này, đang đặt hàng rồi nhiều ạ, bực quá. Ui nóng thế, xuống tụ nữa. Cái này mình cứ gá tạm vào đây như này lại nhá. Để hàn xong một tí nữa, mình còn nhiều, rất còn nhiều dây kết nối đấy. Rõ không nhỉ? À nhìn rõ đấy. Ở trên mạch đấy nhá. Đây này. Trên mạch nó có chữ B này. Đây chữ B này. Chữ B này battery nhá. Ba đầu vào nó đây nhá. Nhìn cái đầu tiên nó vào đây nhá. Đó. Oh,